Xin chào toàn thể anh em miền Tây Nam Bộ và anh em cả nước nhé. Hôm nay Nhâm Tuất TV đang có mặt tại Châu Đốc, An Giang, một cái tỉnh miền Tây Nam Bộ rất là đặc trưng. Và hôm nay mình đi tham quan ngôi chùa Bà Chúa Xứ rất là nổi tiếng ở trong miền Tây. Đây là mình đang đứng trước là vía Bà Chúa Xứ, thì hôm nay mình sẽ tham quan những cái danh lam thắng cảnh. Mình sẽ làm một cái chương trình đi chơi, trải nghiệm trên những cái con đường tại An Giang. Nếu trên con đường này mà mình gặp những cái gì mà thú vị liên quan đến kênh Nhâm Tuất TV, ví dụ như là những cái chú chó hay là cái công việc mà nuôi chó, thì mình sẽ cùng quay lên cho anh em để xem nhé. Còn bây giờ là mình sẽ vào tham quan là miếu Bà Chúa Xứ nhé. Hiện tại mình đang ở trong cái gian phòng trưng bày rất nhiều những cái hiện vật mà mọi nơi Phật tử rồi là các cái người ta cúng kiếng vào đây, rất là đẹp luôn, rất là nhiều sơn son thiết vàng. Đây hiện vật do khách thập phương cung hỷ bà đây. Hôm nay là mình là người khách du lịch, mình vừa quay xong cái chương trình festival tại Cần Thơ. Mình vừa quay xong cái chương trình festival thú cưng tại Cần Thơ thì mình chạy xuống một vài các cái tỉnh miền Tây Nam Bộ mình tham quan xem có gì thú vị không để quay lên, một là giữ lại làm kỷ niệm hay là giới thiệu đến cho anh em. Đó, đây là cái gian phòng trưng bày rất nhiều cái hiện vật được mọi nơi người ta cúng kiếng, đồ ngọc rồi là đồ đồng, đồ vàng, hay là đây là những cái chuỗi ngọc trai rất là quý luôn. Đây là những cái áo long phụng, áo của bà. Những cái bức tranh quý, khảm trai, khảm ngọc gì đó. Anh em miền Tây hay anh em miền Nam thì chắc là không xa lạ gì với cả miếu bà rồi. Thì nếu như anh em nào mà biết những cái thông tin gì thì anh em nào mà biết thông tin thì có thể bổ sung những cái kiến thức cho bọn mình nhé. Còn mình hôm nay chỉ là một cái người tham quan du lịch đến Châu Đốc, nghe nói là cái một cái khu rất là đẹp như thế này thì mình phải qua. Đó, sơ qua là như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần một cái địa danh nữa là Tịnh Biên. Bây giờ mình sẽ rời đây và mình sẽ đi xuống Tịnh Biên. Hôm nay bọn mình muốn thưởng thức một cái đặc sản là gà ô thum. Thì rất là nhiều YouTuber làm về ẩm thực, người ta đã quay tại đây rồi. Thì từ Châu Đốc mình sẽ mất khoảng tầm 50 cây số, mình sẽ chạy đi ô thum. Mình hoàn toàn không biết đường. Hôm nay hoàn toàn sẽ sử dụng cái Google Maps và hỏi đường thôi. Anh em sẽ cùng đón xem cái video này nhé. Hôm nay cái video về chia sẻ một cái cuộc hành trình của bọn mình thôi. Cũng không biết là có chuyện gì có thể xảy ra nữa. Một tiếng đồng hồ bọn mình đi từ Châu Đốc, từ miếu bà, thì bọn mình đang có mặt ở tại Chi Tôn, huyện Chi Tôn. Cái khu vực này là khu vực rất nổi tiếng, mình thường xuyên xem những cái chương trình về của anh em YouTube về ẩm thực, du lịch. Thì đây là hồ Chi Tôn có một cái món ăn tuyệt vời luôn. Và hôm nay là mình đã đến Châu Đốc là mình sẽ phải thử. Đó là món siêu gà đốt ô thum. Tên chính xác của món này là gà đốt ô thum. Thì mình xem một cái kênh là của anh Calomen. Đây thì mình đã tìm ra cái quán mà anh Calomen quay cách đây là 2 năm. Mình thấy là lần nào anh Calomen ở Điền Quân đến An Giang cũng vào cái quán này. Và hôm nay thì cái chị đã làm một cái biển để mọi người có thể nhận diện được. Từ Châu Đốc đến đây mất khoảng tầm hơn 50 cây số, bọn mình đi mất gần 2 tiếng đồng hồ. Vì vừa đi vừa hỏi đường.
Đấy, anh em các tỉnh này hoặc là anh em đi du lịch đến đây thì chỉ cần search Google thôi là hồ Ô Thum hoặc là gà đốt thôi thì sẽ ra cái chỗ này. Đấy, đến đây thì rất nhiều quán gà đốt nhé. Đến đây là từ đầu đường này, từ đầu đường khoảng tầm 3-4 cây số là rất nhiều quán. Mình đến một khoảng tầm hơn chục quán, nhưng mà mình sẽ đến cái quán mà ngon nhất là quán này, quán đầu tiên đó. Quán này, quán đầu tiên có cái món này là có cái hình ảnh của anh Calamen. Tí nữa mình vào mình thưởng thức lại sẽ quay lại cho anh chị em được xem nhé. Sau khi vào quán thì bọn mình có hai người, đoàn của mình đi có hai người, hai anh em thôi, thì gọi một con gà đốt và một đĩa gỏi, cộng thêm đây là cái đồ chấm. Các bạn nhìn thấy tuyệt vời không? Da rất là giòn. Và cái món gà đốt này mình đã từng xem ở ngoài Hà Nội rồi. Ngoài cái công việc Nhâm Tuất TV ra, mình còn theo dõi rất nhiều cái kênh khác nữa của các anh em khác nữa. Thì trong đấy là một cái video mà anh em mình rất là hay xem, đó là video về ẩm thực du lịch đúng không? Đó, đây là gà đốt này. Và mình xem cái kênh của bạn Khoai Lang Thang và bạn anh Calomen. Và hôm nay mình đã đến đúng hàng rồi. Gà là gà ta, chỉ khoảng tầm hơn 1 kg thôi. Và tuyệt vời luôn. Thì còn cái mình thì không phải là kênh ẩm thực nên mình cũng không xin vào bếp để mà quay. Đây là cái con gà đây, rất tuyệt vời. Hôm nay hai anh em mình sẽ ăn bằng tay luôn, mỗi anh em một nửa con. Gà ta khoảng tầm con này chắc khoảng tí mốt tí hai thôi, ăn rất là vừa tầm. Để ăn xong được bọn mình lên đường. Từ thành phố Châu Đốc đến đây là khoảng tầm 50 cây đấy, cả đi cả về là khoảng hơn 100 cây chỉ để ăn một con gà thôi. Sẽ mời tía sẽ mời anh em ăn cùng bọn mình nhá. Bọn mình chia đây, mỗi anh em mà nửa con gặm cho sướng. Đây, mời anh em, rất là tuyệt vời. Ở đây có một cái muối. Sau khi ăn ở đây, bọn mình sẽ nghỉ ở đây một tí. Bọn mình sẽ đi đến một cái địa danh nữa là địa danh Ba Trúc. Một cái nơi rất là nổi tiếng ở tại miền Tây, miền Châu Đốc này. Để mình sẽ tham quan. Rồi, mời anh em một cái miếng gà thật là ngon nhé. Mời toàn thể anh em, tuyệt vời, nó cho xuất sắc. Đi 100 cây số, 50 cây đi, 50 cây về để ăn một con gà. Anh em nào ở miền Tây đi du lịch An Giang, Châu Đốc thì nhớ ghé qua đây nhé. Tìm cũng khá là dễ thôi. Thôi, bây giờ mời anh em. Anh em nào mà chưa ăn thì mình xin phép mời. Bây giờ bọn mình ăn uống cho nó tự nhiên. Một giờ ăn xong cái gà đây, bọn mình sẽ di chuyển tiếp. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở tí nữa nhé. Bọn mình đang ở cái quán gà nướng Ô Thum, thì có một cái chú chó ta rất là đẹp luôn. Con này màu lông trắng này, đốm này, vừa lai cho đốm. Đây chỉ là chó cỏ thôi. Bọn mình ở ngoài Bắc thì gọi là chó ta, còn ở miền Nam thì mọi người gọi là chó cỏ. Đấy. Con này là hoàn toàn là chó ta Việt Nam nhưng mà rất là đẹp. Nó sống ở một cái khu vực kiểu biên giới An Giang này. Đấy, các bạn nhìn đấy. Cho nó ăn tí gà. Chó cỏ thì rất là dễ nuôi. Rất là vui, đi đâu cũng phải có chó. Có chó là phải quay lên cho anh em xem ngay. Sau khi chúng tôi thưởng thức xong cái gà nướng Ô Thum thì chúng tôi sẽ quay lại cái khu vực Ba Trúc, cũng ở huyện Tri Tôn. Thì đây, hiện tại tôi đang đứng ở trong cái khu vực mà nhà tưởng niệm ấy, là tội ác của bọn Pol Pot diễn ra tại Ba Trúc. Khi anh em đến chơi thăm An Giang thì một trong những cái địa điểm mà mình nên đến thăm là cái khu vực này. Cái khu vực này là khu vực giáp danh với Campuchia. Cái nơi này là chúng tôi đang đứng đây. Đây hiện tại là Ba Trúc đây, là cách Châu Đốc khoảng tầm 5-60 cây. Từ Châu Đốc này, đi qua Tịnh Biên thì sẽ đến Tri Tôn. Đó. Thì
Thì đây là có một cái này thì chắc là cũng rất là nhiều anh em cũng đã biết rồi, là cái tội ác của Pol Pot, là một cái cuộc thảm sát. Đây là cái, một cái cuộc thảm sát này, là chúng đã giết là 3.157 người dân ở ngay cái chỗ huyện Ba Chúc này, là từ ngày 18 tháng 4 năm 78 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 78. Tức là ngay sau khi mà giải phóng miền Nam xong là 30 tháng 4 năm 75 xong, thì Việt Nam mình đang trong cái thời gian phục hồi, thì ngay lập tức là Pol Pot bên Campuchia cùng với cả bên bọn Tàu, nó có cái kế hoạch mà nó sang nó đánh úp người dân Việt Nam mình ở cả biên giới phía Bắc và biên giới Tây Bắc luôn. Phía Bắc là có cái cuộc chiến tranh năm 79 ấy. Đó. Mình thì cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Thì đây là những cái hình ảnh rất là tang thương tại Ba Chúc. Gần như lúc đấy là như kiểu thành phố chết, các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái cây chết khô, chết cứng luôn. Nói chung là rất là kinh khủng. Đây là những cái hình ảnh đây. Đen trắng mình cũng quay xa xa thôi. Hình ảnh là bọn Pol Pot là sang bọn nó giết hại người dân Việt Nam mình ở khu vực An Giang này. Rất nhiều những cái hình ảnh rất là kinh dị luôn. Kinh dị hơn ở trong phim luôn. Ví dụ mình sẽ quay xa xa thôi. Đây là cái ngọn núi, còn ở phía dưới là những cái người dân Việt Nam của mình bị sát hại. Rất là kinh khủng. Bọn Pol Pot là nó không hề tha cho ngay cả dân chính dân Campuchia. Một cái góc nữa thì là có những cái hình ảnh mà những cái xương sọ, xương người chất đúng là chất thành núi, chất thành đống luôn. Ở ngay tại cái khu vực này là khu vực chùa Phi Lai. Sau khi mà Pol Pot mà nó đánh chiếm Việt Nam mình như thế ở một vài cái tỉnh miền Tây Nam Bộ, thì đây là những cái hình ảnh này. Đây là những cái hình ảnh mà lãnh đạo Việt Nam có những cái cuộc họp để mà mình có thể bảo vệ đất nước của mình. Đấy, đây là súng này, là trung đoàn pháo binh quân khu 9 chi viện đắc lực cho bộ binh để tiến đánh Pol Pot. Hiện tại mình đang tiến về khu vực nhà mồ này. Thì trong này lưu giữ tất cả việc hài cốt của hơn 3.000 người dân Ba Chúc bị Pol Pot nó giết hại. Thì mình sẽ xin phép là mình sẽ quay ở phía ngoài thôi. Và cũng khuyến cáo là những người nào mà yếu bóng vía là không nên đến những khu vực như thế này. Những khu vực này rất là mang ý nghĩa là tâm linh. Thì hôm nay mình là một cái người khách từ Hà Nội vào, thì cũng rất là muốn thắp một nén nhang để gọi như là hướng tới để những cái người mà đã mất, để họ được yên lòng, họ được mỉm cười nơi chín suối. Thì đây mình sẽ xin phép quay ở phía ngoài thôi. Khu vực này thì thật sự là một cái khu vực tâm linh, rất nên, nói chung là khi mà đến An Giang thì nên đến để mà biết, và cũng nên thắp một nén nhang để mà cảm tạ những cái người đã khuất. Rồi, giờ mình sẽ đi vào trong nhé.